Good morning các bạn. Đầu tuần may mắn, vui vẻ, sức khỏe dồi dào. Tiền vô ào ào. Trước khi mình đi thăm mẹ già vài tiếng mỗi ngày, đi bộ trước một chút. À, nãy giờ đi hết mấy vòng rồi, mình tính kiếm chuyện mình nói, nghĩ quãng ra chuyện gì. Có điều cái hôm qua mình với con gái, về thăm á, rồi nó đi ăn phở, tại vì mình con trai mình nó không bao giờ ăn ba cái đồ Việt Nam, cho nên có con gái mình cơ hội rủ nó đi ăn phở. Nhưng mà khổ cái bao nhiêu lần rồi mà mình vẫn còn làm cái lỗi lầm vào cái quán chuyên môn bán phở mà lại gọi món khác. Lần nào cũng vậy, ăn xong cái bị thất vọng với sợ. Quán phở bán chuyên môn phở nhưng mà có thêm mấy món như là bún thịt nướng, rồi bò kho. Mình kêu món bún thịt nướng ra ăn, trời ơi, không phải dở nhưng mà nó không tầm thường quá trời luôn. Thịt nướng thì quá mặn lắm, phải giò nó không giống như ai hết. Ăn nửa tô thấy chán sợ luôn. Bao nhiêu lần rồi mình cứ nhớ quên hoài à, vô quán phở mà lại gọi món khác là thường thường hay bị vậy đó. Chẳng những nhìn mấy đứa nó ăn, mình nhớ ở Việt Nam mình ăn bún cải giò thịt nướng, trời ơi nó ngon làm sao, nó rau nó thơm, thịt thì nó đậm đà ngọt, cải giò thì quá giòn mà ngon, nước mắm thì cũng tưởng tượng xong cái mình ăn vô thấy cắn nhẵn. Bây giờ hôm nay là năm tây tháng 6 và sáng nào trời nó cũng lạnh á, nhớ rồi đó, tháng 6 rồi bắt đầu sáng dậy nó rất là mát mẻ, không có lạnh như vậy. Ngọn thiệt, thời tiết tùm lum tà la, mặt trời đã lên cao rồi đó. Bữa nay này về mưa quá trời, mấy cỏ này nó mọc. Đi chút xíu đứng kiếm gì nói chuyện, nghĩ hoài không ra, chỉ biết nhớ tới hôm qua ăn cái tô bún thấy thất vọng. Cái này về hơi đủ vốn là đi được 2 vòng 3 vòng vậy đây, giờ đi ra xe về thăm mày già chút. Hy vọng có gì vui vẻ chia sẻ hôm nay nha các bạn. Thôi bây giờ mình tạm chào. Xin chào các bạn. Ôi mày này bực bội quá đi thôi. Hôm qua mình cũng quay video chút xíu mà xong á, mình thấy chán nản quá. Chờ đợi cái vụ bảo hiểm nó giải quyết giấy tờ đặng mình đi khám lại cái đầu. Nói tóm lại là hôm trước mình đi giải phẫu cái đầu 2 tháng trước bị chảy máu trong cái ốc á. Thì giải phẫu xong thì 3 tuần sau đi khám lại thấy còn chảy máu, thì bác sĩ nói cần phải trở lại làm chút xíu nữa. Cái hôm đó thì mình đi vô cái đại cái nhà thương gần nhà đó, cho nên nó không nằm trong cái bảo hiểm của mình. Cái bảo hiểm nó không chịu trả tiền ở chỗ đó, nó kêu mình phải đi bác sĩ khác. Thì vài ngày sau nó gửi thư về đó, bảo là mình chờ bác sĩ nó mới cho đó, sẽ gọi mình để lấy hẹn. Mình chờ, kiên nhẫn chờ mà mình thấy cũng không có đau đớn trong đầu lắm. Mình chờ đến hơn 2 tuần thấy không có gọi, bữa nay bực quá mình gọi phone lên mình hỏi tùm lum tà la hết. Gọi cũng được, nó chuyển qua chung lại 2-3 số phone luôn. Rồi cuối cùng cái thì mình gọi được cái văn phòng bác sĩ đó. Bác sĩ đó nói là không có nhận được giấy tờ gì hết. Rồi nói mình có giấy tờ trong tay nè, nó cũng không chịu. Nó nói bây giờ phải bác sĩ của mình gọi bác sĩ đó. Không, nghĩa là mình không có liên lạc được thẳng. Mình bác sĩ của mình phải gửi giới thiệu, rồi phải có giấy, nói chuyện gì lung tung beng.
cái nó nói mình phải gọi bác sĩ của mình, tức quá mình về gọi lại, gọi insurance, nói hỏi nó tại sao mà vậy vậy này nó đó. Cái nói chuyện này không biết, nó không biết ra tại sao mình bị trục trặc vậy nữa, để nó nghiên cứu lại coi, xong thế nó sẽ gọi. Rồi cái khoảng 30 phút sau nó gọi lại mình, nó nói nó đang giải quyết, nó nói cho mình biết là mình đang khẩn cấp để nó làm việc, phải không? Nó hỏi thêm một hai câu nữa, xong rồi cái tiếng đồng hồ sau gọi lại nữa, nói ok, nó cũng còn đang làm việc với lại văn phòng bác sĩ đó, chưa có xong, nói mình kiên nhẫn chờ chút đỉnh. Mình rất kiên nhẫn chờ đến 2 tuần luôn. Bên đây về bây giờ thì nói mình cứ chờ đợi đi, rồi nó sẽ gọi lại cho mình, chắc nó sẽ giải quyết trong 24 tiếng đồng hồ. Mệt. Sáng này mình cũng ra lái xe xuống Tâm Mai Vàm, thấy cũng bất ngờ, tự nhiên thấy mưa. Mưa lâm râm, mưa lai rai. Mà mưa cũng không có nhiều lắm, mình chỉ có cái là mình tưởng không có mưa, cho nên mình để cái lò nướng thịt ở ngoài, mình tối qua nướng thịt ăn ấy, không có đậy lại, ai ngờ chẳng biết nó có ướt dữ không, để coi coi. Bây giờ thì nhìn thời tiết kỹ lại thì nói là hết mưa rồi, nhưng mà mây phủ cả ngày luôn, không có sáng nắng nữa. Yeah, anyway, bực bội quá, không biết sao nữa, cái vụ insurance bảo hiểm này có phiền phức. Chỉ còn nước chờ đợi thôi chứ sao giờ, phải không? Như mình nói nè, trời mây không à. Trong lòng thì nóng chờ bác sĩ, cho nên làm việc gì cũng không muốn làm đó, cho nên chán như sợ luôn. Nay thứ ba rồi, nửa năm rồi, còn 6 tháng nữa là hết năm nữa rồi. Già thêm tuổi, lủi thủi một mình. Hên mưa có chút đỉnh nè. Hôm qua nướng thịt rồi quên đậy lại tại còn than á. Mưa chút đỉnh nên than không sao. Than còn tốt. Năm ngoái mình hứng trồng đủ thứ loại cây, năm nay chán quá. Bệnh hoạn nằm nhà thương rồi đủ thứ cây cối chết hết. Thôi, bữa nào hứng thú dọn dẹp, clean up lại. Ây da. Thôi bây giờ mình vô nghỉ ngơi đi, mệt quá. Chờ bác sĩ gọi. Giờ cơm tới rồi, giờ cơm tới rồi. Mời bạn xơi. À, ăn cái gì hôm nay? Ăn đồ dư. Như mình nói sáng lúc này là biến vlog quá, tại vì tâm trạng không có vui lắm. Anyway, hôm nọ con gái về nhà thăm thì mình dẫn nó đi ăn đồ á. Và nó ăn, mua đồ ăn xong rồi mình hai cha con ăn không hết. Hôm nay thì mình ăn cái đồ dư. Cái này có mấy món này gọi là cái udon. Udon món Nhật á, bánh canh. Thì nó có thịt nè, có nấm. Rồi mình hôm nay mình luộc thêm hai cái trứng vịt. Trứng gà chứ, bữa nay đâu có trứng vịt. Rồi mình sẽ ăn, bỏ uổng quá. Mặc dù là mình biết ăn cái này chắc cũng không tốt cho sức khỏe mình lắm, nhưng mà thôi ráng ăn cho hết, bỏ uổng quá. Mình bỏ miếng chanh vô cho nó ngon. Nói thật ra thì bánh canh Nhật, udon đó, mình ăn có nhiều quán ăn mình không thích, mà cái quán này thì ngon. Mắc lắm nha, một tô là 20 đồng. À, cái súp nó ngon. Cho thêm tiếng ớt. Anyway, tình hình cái vụ bác sĩ phải đi tái khám lại cái đầu.
Hồi sáng này mình gọi xong thì họ gọi lại cho mình cũng 2 lần. Nhưng bây giờ lần thứ 3 mới vừa gọi đây cũng khoảng tiếng đồng hồ. Hỏi thêm mình mấy câu nữa, hỏi bảo hiểm mình bảo hiểm loại nào lung tung beng hết. Rồi nói họ kê họ đang đang tìm cách đang làm giấy tờ cấp cấp tốc để cho nhà thể đi khám lại. Mà cũng tới giờ là 7 giờ tối rồi, thôi mình cứ ăn cơm. Không biết sao giờ. Khổ cái là hay hơn cái cũng biết nói sao nữa. Là cái đầu mình không có đau. Mấy bữa trước thì nó đau, đau cũng khoảng 2 tuần sau khi giải phẫu. Bây giờ thì nó hết rồi. Nên vậy ăn đây. Dầm. Đợi trong tủ lạnh ngâm nước ngày giờ nó nhão nhẹt, hên là nó không có nở ra như tô phở. Có lúc mình ăn một tô phở ăn không hết, bên đây biết rồi, ăn biết tô phở nó to cành cái tô, ăn không hết xong rồi đem về cái bỏ tủ lạnh chừng đến chiều hay là ngày mai hôm sau ăn, cái bánh phở nó tan ra giống như là trong bột vậy đó. Hồi xưa mình ở trong lính á, mình nói mình mơ được phải chi được một cái tivi nhỏ để mà khi tối buồn bữa nào hết tiền lại nằm ở trên giường coi tivi. Mà tivi đó là chỉ có 1-2 đài chứ còn không có gắn cable được trong 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 barracks, mà trong trại lính mà. Mà mình thấy tụi người ta bán mấy cái tivi trắng đen nhỏ nhỏ vậy nào nó cũng to vậy đó, bằng cái tô mà nó mắc tiền lắm mà nó không có mua được. Mình ước mơ gì được một ngày nào đó được một cái tivi nhỏ. Bây giờ thì quá tuyệt rồi, thấy không, có cái iPhone coi phim coi tivi coi gì cũng có được hết. Rồi cái mình nằm cầm ngồi hay là gì đó, mình phải cầm cái iPhone thấy mỏi tay với. Mình nói ước chi phải có cái gì mà mình gắn lên trên đầu vậy, mình nằm xuống mình như là mình ngủ vậy đó, mình nằm nằm như mình nằm thẳng vậy phải không, thì mình có cái iPhone đang nằm đây. Cái đó là coi như là tuyệt vời cho những người làm biếng được coi phim hay gì mà nằm cái kiểu đó. Thì hôm qua hôm nay ta quên mất tiêu rồi. Apple nó giới thiệu một cái sản phẩm mới tên gì mình quên mất tiêu rồi. Mà anyway cái đó gắn vô như vậy nè, thì Google nó đã ra một cái rồi, rồi Facebook nó ra một cái mà nó dở lắm. Apple nó quảng cáo thấy mấy người thử người ta nói quá hay luôn, nhưng mà nó nghĩa là mình gắn vô vậy đó, đeo nó cũng rất là comfortable, rồi nằm xuống coi thì điều khiển bằng cái con mắt mình với bằng cái ngón tay, nghĩa là mình nhìn 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 xung quanh giống như cái computer vậy đó. Mình nhìn 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 cái icon đó, xong rồi mình muốn bấm nó thì mình vậy, rồi quẹt quẹt quẹt, mình chỉ cần làm cái tay quẹt quẹt vậy thôi à, quẹt không trên không vậy đó, rất là hay. Khi mà nói wow cái sản phẩm này là chắc mình mê rồi đó nha. Mặc dù mình nói mình bây giờ mình chỉ muốn sống đơn giản, không có mua ba cái tầm bảy ba lông tung tung beng tầm lum iPhone iPhone gì luôn, iPad rồi camera tầm lum, bây giờ mình nói thôi chắc không mua đồ nữa. Nhưng bây giờ thấy cái đó thấy mê. Nhưng mà coi lại thì kỹ thì lại nó chưa có ra, mà đến năm sau nó mới ra. Mà giá nó là 3.500. Wow, mắc quá. 3.500. Mà cái generation lần đầu tiên nó ra thì cũng chưa có cái gì sử dụng nhiều hay lắm.
cũng như bác cần nhớ hồi cái iPhone đầu tiên ra đó. Mình nói no, mình không có thích. Mình tưởng cân chứ ai ngồi cái nấm. Yeah, nhiều khi cái technology tân tiến quá, nhiều cái mình nó không có theo kịp nữa. Hồi xưa mình đi làm trong công ty high tech thì cái gì nó mới ra hay là cái tin tức gì mới mình cũng hay theo dõi biết nhiều lắm. Bây giờ thì nói thật ra mình cũng không có theo dõi nhiều lắm. Không biết chừng 10 năm nữa nó tân tiến cỡ nào. Bây giờ cái gọi là cái artificial intelligence nó gắn một cái điện tử ở trong óc, nghĩa là mình có thể mình điều khiển này nọ rồi bằng nhìn vô computer rồi điều khiển này nọ, hay là lái xe rồi gì cũng như nhìn, chỉ cần nhìn con mắt thôi. Công nhận cậu thiệt. Mai mốt người ta giống như một người robot. Thấy ớn thiệt. But anyway. Mà chắc còn sắm không được bao lâu. Cho nên nhẹ tân tiến lắm chắc mình cũng không có được hưởng đâu. Trứng mà luộc làm sao mà cho cái lòng đỏ nó đừng có bị chín quá đó. Cái này cũng vừa chín. Chín quá nó bột nó ăn ngán. Rồi có nhiều cách họ nấu nước. Nhất là trong mấy cái quán udon với quán ramen. Cái trứng bên trong nó còn lỏng lỏng, ăn ngon. Có lúc mình luộc trứng gà đó cũng hơi lâu lâu được như vậy thì ăn ngon, có lúc thì cũng được. Vì trứng bên này khó cái là mình để trong tủ lạnh xong rồi cái mình đem ra bỏ mình nấu á, khi mà nó sôi lên rồi mình không biết canh chừng bao nhiêu phút để mình coi gì, nghĩa là chừng maybe 3 phút hay 4 phút gì đó mình phải ngưng lại, tắt lửa. Xong lấy ra bỏ vào trong nước lạnh cho nó đừng có nấu nữa, nó đừng có chín nữa thì cái lòng nó lỏng ăn ngon. Ôi, cái udon này nó mềm quá rồi chắc mình không ăn hết nữa đâu. Ăn hết ba cái thịt với nấm trứng xong. Ăn liền tại chỗ tại quán thì nó rất ngon. Cái cọng udon nó còn dai. Giờ nó nhão nhẹt. Nói thật ra thì lúc nãy nằm trên đó coi YouTube. Thấy mấy đứa ăn đồ Việt Nam. Bún bò Huế rồi bánh mì rồi tự nhiên đói bụng quá xuống kiếm ăn hết ba cái đồ dư này cái rồi mai ăn rau. Chắc mình bỏ hết mấy cái udon nè. Dạ, ăn cái trứng này xong rồi. Cũng hơi quá chín này. Vừa chín là nó còn lỏng lỏng chút xíu. Rồi, khoái vậy đó. Trời ơi, mới. Technology. Mấy đứa con mình cũng lâu, mình cũng hay nói. Nói mình sẽ sống từ đây đến
cuối đời chắc sống minimalist, nghĩa là mình sống đơn giản, không có mua sắm tùm lum. Tụi nó cười, nói bà tối ngày cứ áp vào ra cái này ra mấy cái nọ. Ở đó mà minimalist. Sống minimalist phải về quê, câu cá, trồng rau sống. Có hai bộ đồ, một bộ đồ giặt phơi, một đồ đang mặc. Rồi thay ra chỉ có hai bộ đồ thôi. Nhà thì chỉ có đơn giản, mảnh chiếu ngủ, một cái nồi nấu cơm vậy thôi. Mình coi YouTube thấy người ta làm gì mình hay bắt chước lắm, làm không nổi đâu. Nhiều đứa nó hay đi ra rừng cắm trại một mình, lái xe, nhất là mấy đứa ở trên Canada, lái xe 2-3 tiếng đồng hồ xong rồi chất đồ lên trong cái đồ kéo á, kéo tuyết, đi thẳng 4 tiếng đồng hồ đi tới nơi, rồi cắt củi làm gì dựng liều đó, cho nói tới từ 8 tiếng đồng hồ mới xong. Xong rồi ngồi đó nấu đốt lửa lên nấu cái gì đó, ngồi ăn xong đi ngủ, sáng hôm sau đi về. Mình nói thế làm gì chứ mệt quá vậy. Trong khi đó ở bên Nhật với bên Hàn Quốc đi cắm trại, nó có cái mấy cái chỗ mà cho cắm trại, nó cắt cái platform, cái màng gỗ đó. Tới đó là mình dựng cái liều lên đó, xong rồi ngồi đó nướng. Nhiều đứa nó tới hả, nó đem cái liều lên, rồi nó đem cái bàn, cái giường, rồi trang trí bông hoa sưởi, rồi trời ơi, nó nói nồi niêu xong chảo, nó trong cái liều nó giống như cái nhà cắt vậy đó. Rồi cái nó ngồi nó nướng, nấu potluck, mới nấu lẩu, nó ngồi nó ăn tới sáng đêm, rồi uống rượu Hàn Quốc, uống xỉn xong cái ngồi đó ngủ, sáng đi về. Tụi mình thấy vậy vui hơn là cái kiểu mà đi từ 2-3 tiếng đồng hồ rồi vô trong rừng rú, rồi mà mình ngồi đó xây, mà phải tự, không có đem liều nữa. Bên đây ngõ cái khác hẳn giữa bên Á Đông với lại bên Mỹ này, với Hàn Quốc, bên Canada là vậy đó. Nó đi cắm trại là nó đem rất là đơn giản đồ, nó vô trong rừng, nó phải đốn củi, nó phải cận dựng liều bằng lá cây đồ đó, chẳng cái dựng củi thiên nhiên. Còn Hàn Quốc với Nhật á, nó đem nguyên cái liều rất là to, rồi trong bàn ghế nệm, rồi trời ơi, nó đem không thiếu cái món gì hết. Gọi là luxury camping. Anyway, các bạn ơi, ăn chút đỉnh cho nó trả nợ quỷ thần. Dư bột đắng nên mình không ăn nữa để tại nó nở rồi. Thôi, mình chúc các bạn giữa tuần vui vẻ nha. Làm biến quay video quá, cũng không có gì hay á, cho nên không có gì chia sẻ. Mình thấy lâu lâu làm một hai phút gom lại rồi up lên cho các bạn xem cho vui thôi. Coi tình hình mình ra sao, tóc giờ cũng mọc ra tí đỉnh rồi không. Anyway, bye bye.